Rồi, hello chào tất cả mọi người. Thì bữa nay em cũng sửa cho khách quen xong cái máy này để làm nói sau. Bữa nay thì cũng có gửi máy đi, máy 37 cho anh Vinh Lưng, Tiểu Cần, Trà Vinh nằm kế bên đây. Máy thì máy bữa nay người ta có hỏi là máy 3 triệu 7 với máy 3 triệu nó khác nhau chỗ nào, thì đây sẽ lấy xuống quay cho anh em coi luôn. Tại bữa nay em cũng mới lắp cái máy 3 triệu lên coi. Thì đây, cái máy 3 triệu là cũng 16W, thì nói chung là y như nhau, nhưng mà đầu ra nó chạy là tụ bơm là tụ 6. Còn trên đây là tụ bơm, trên đầu này là 270W. Đấy, máy này không thể nâng ép lên nữa. Tại dòng máy này hai biến áp nhỏ, còn dòng máy này thì hai biến áp 49, nó chạy là hai biến áp 49. Đi cặp tụ là 560W, bơm đầu ra là 80W. Đấy, thì chức năng máy thì nó vẫn thả lạnh này kia đầy đủ. Còn cái clip người ta hỏi em, ủa sao anh bên anh làm máy 8 feet mà không làm máy 10 feet, 12 feet? Em nói á, bên em một biến áp dù là 20 hay là 50 feet vẫn đi xuồng đi bộ nha, bên em là bán đi bộ, còn chỉ đi vòng đi xuồng là hai biến áp nối tiếp. Còn có một người hỏi hai biến áp nối tiếp đi, hai biến áp nối lên đi bộ được không anh? Em nói á, thật sự đi bộ một biến áp E42 8 feet quấn được 350 gần 400 volt, 350V bình ắc quy 35A. Nếu mà đánh cái phi khoảng 1.5 tiếng hết bình, đánh cái lốc có tia nhấp nhấp với 3 tiếng, đó là một viên áp là nó bắt đẹp chuẩn đẹp ấy rồi. Tại vì đi bộ là đẹp, nước nó không có sâu, tầm khoảng 1.5 m mét là cùng, là dữ lắm sâu 1.5 m, nhưng mà thật sự chừng mét cá ở trên ngọn không à, thì là đi cái đó là ok rồi. Còn nếu mà đi hai dòng hai biến áp bình ắc quy đâu mà mấy anh em mà đi xịt đủ đấy, giáp bộ chỉ cần một viên áp là được rồi, máy nó đã mát dữ rồi. Tại vì điện áp 300V là bắt cá đẹp chuẩn rồi, không cần nhiều nữa. Còn dòng đi xuồng đi phải 600, gấp đôi điện áp và công suất. Còn mà một biến áp là chỉ có nhân áp thôi, mà nhân áp thì hiệu quả cái điện áp nó cho đầu ra, một là máy nóng, hai bắt cá không hiệu quả, tụ áp tiệp xung mà trái máy là cái. Nói chung là vậy nên em không làm một biến áp, tại vì khu em đã từng đi xịt rồi, khu em chân mặn lỡ phèn. Nếu mà dòng một biến áp hoặc là đánh cầu đi nữa, một biến áp đi nữa mà gắn đầu ra đồ điện mà chẳng 400V hay đánh một chút trái là khỏi cần mà chứ tới cái gì. Đấy, chưa có ai hay á. Đó là cái khu Gò Công này là khó nhất, chứ không phải mà dưới miền Tây. Khu Gò Công là chân mặn lỡ phèn, thì người nào đi xịt thì cũng biết rồi, ai làm xịt xuống đây thì từng xuống Gò Công, từng gửi máy về Gò Công là đã biết rồi. Mà khu Gò Công giờ em bán thì hết rồi, cũng hết luôn rồi. Tại khu của em ra thực tế mà em đi test, em đi cách ngay và đê, bữa nào em sẽ ra quầy xong rảnh á, thì em có thể em quay cho anh em coi thôi. Còn giờ em làm tối ngày đấy, thì đừng có hỏi bên em ở máy phép này phép kia. Em nói cái vụ phép không quan trọng nè, như cái dòng máy bên đây đây em sửa này cho ông khách đây. Ngày máy này vừa clip trước em có nói rồi, máy này rồi có khách quen này, mấy bữa nay ảnh đi máy em ok, ảnh nói chờ máy này sửa, ảnh chờ tiền bạc này kia, ảnh đi kiếm tiền này ảnh lấy. Thì máy này giờ sửa xong rồi đây, thì cái dòng máy này nó chạy là hồi bữa em có nói là nó chạy 4 tụ nhỏ đâu ra bơm đây, thì em tưởng đâu là nó câu nối tiếp được, nó chịu nó được 1800V, nó nối tiếp được chịu điện áp volt, nhưng thực sự nó câu song song. Thì nếu mà cái tụ 100V này nó, nếu mà nó câu song song á thì nó chỉ đạt là 200W thôi. Nhưng mà máy này giờ em đang câu là cũng vậy luôn, nhưng mà nó đạt cái tụ này là 270W đây. Đây quay dưới đây cho anh em coi. Đây 270W đấy. Đó, 450V chịu 900V này đây. Cái mạch nó gắn dưới đây liền thực tế luôn, đâu có câu ý gì đâu. Thì vẫn để nhân áp thôi. Thì dòng máy này 16 feet lớn, chạy biến áp 49. Đúng ra cái mạch này người ta cấm là biến áp 65 nè. À, nó còn cái lỗ trống của biến áp 65 mà, nhưng mà cái này câu 49. Thì 49 máy này cũng thua gì, cũng như con máy mà 8 feet E42 em ơi. Chứ 8, 9, 8, 10 với nhau chứ đâu có gì đâu. Dòng này chứ dòng đi bộ với từng thực tế đi xuồng thì giờ dân ép, dân áp mà em ép đầu ra giờ đi tụ 8 luôn, chứ tụ 6 đi không được, không đủ điện. Phải đi tụ 8 luôn, nhưng mà ép cái điện nó lại, dồn điện lại, đừng đi tụ 8, nó băm nó đủ bắt được cá thôi. Thì dòng máy này chỉnh lại vậy thì đi nó máy thì cũng ok rồi. Đấy, đúng là cái này nó gắn cái này là quá thừa không? Thì người ta Việt Nam mình chi ham là cái vụ là người ta gắn đồ đẹp vô nhiều, và người ta khái như thực sự là nó gắn cách nào, công sức nó có đẹp chuẩn như vậy không? Đấy, chứ giờ nó gắn 16 con khách lớn này, nó bằng tương đương với là 48 con khách, nó bằng là gấp 3 lần này, gần gấp 3 lần, là thành ra là 40 mấy con khách nhỏ mình á. Mà trong khi gắn 49 là thấy quá thừa không? Gắn 49 là quá thừa phải không? Trong khi người ta gắn cái máy 49 này tầm khoảng chừng 12 con khách nhỏ hoặc là 10 con là cũng đạt chuẩn, 12 con là yêu cầu là đạt cao rồi đấy, 12 khách nhỏ thôi. Này cái máy này nếu nhân ra khách nhỏ nó thành tới 48 à.
nước mặn người ta chỉ cần dòng là mới cần phết lớn này để dành đánh dòng điện áp thôi, chứ còn mà gì nó ngọt là không cần gì múc phết này nhiều đâu. Nên người ta có hỏi sao anh không vẽ ra xi xích lên vài con phết hay này kia, em nói đủ công sức nên em không vẽ. Còn nếu mà anh em mà muốn vẽ ra cái hộp của con máy 8 với hộp máy 16, anh em phải nâng lên, tại vì cái mạch nó vậy nó đã bít, thì thí dụ cái hộp mũ công nghiệp á là nó đã bít rồi. Nên giờ anh em muốn máy 8 hoặc máy kia anh dời phết lên nó sẽ xi xích ra một cái gì, anh phải vẽ cái ra rồi cái hộp đâu bỏ vô đó. Còn nếu mà anh em mà muốn cần rồi như vụ mờ máy vậy thì em sao em vẫn vẽ mạch, nhưng mà em vô hộp mũ trong đó thì người nào chịu không? Nếu mà chịu thì em vẫn làm nè. Như vậy thí dụ giờ cái máy 16 em dần nâng lên khoảng 24 phết hay là 22 hay là 30, thì nói chung là đơn giản rồi, đâu gì đâu phết, chỉ cần vẽ mạch dài là gắn phết được thôi. Thì cái máy này cung lê thì em cũng thường nói người ta nói sao bên em bâm cũng đi ba bình thường đơn giản vậy mà sao 5 năm rồi IC vậy mà sao bắt người ta bắt cá là hiệu quả, người ta cũng làm y như vậy mà đánh không hiệu quả. Thì em nói đây, con IC 5 năm này là em từng chế con điện trở, chế nói chung là chế hết trong đây, là từ đó giờ bắt hiệu quả, dưới đây cũng câu rồi chế rồi lại hết đấy. Thì thực tế cái máy sửa với máy mua thì cũng như vậy thôi đó. Còn người ta cũng gắn con vậy nhưng mà người ta chạy chân tình khác, một con IC nó chạy nhiều loại lắm nên cái loại mà không ăn được cá thì giờ nó chạy dù là nó mạnh đi nữa thì nó cũng không ăn được. Có clip em đã từng nói nhầm người, nó hỏi sao nít 5-3 chế độ người ta đánh không biết chỉnh bít 5-3 chế độ mà lại nói chê 5-3 chế độ này kia đâu. Em nói thật sự 5-3 chế độ nó đi bằng cái điện áp lấy cách ly mà cái khu của anh em á nó ngọt trong, còn khu của em là chân mặn lao phèn, lấy gì mà nó băm được, nó băm nó ngắt không à, vừa đúc nó giật vừa nhân xuống tới nước nó ngắt. Ai hỏi người nào mà cân chỉnh, người nào đại tài đó, đại tài là cũng như khu nước mặn. Còn cái khu của anh em nước mặn là chỉ nhiễm một hai phần, còn khu của em là rặt là chân mặn lao phèn. Từ đó giờ muốn mà có nước mưa ngọt, nước với kinh mà ngọt là chỉ có tại mưa thôi, chứ còn không mưa là thôi lúc nào cũng lợ lợ lẹ lẹ đó. Có ai mà đại tài xuống thị xã Gò Công đi rồi biết đấy. Sông Dầm Cỏ là đối với biển Tân Thành là cận nhau đó đó, chứ không phải mà giữa miền Tây và mấy anh ngọt quanh năm mà nói này nhầm người. Ta lấy cái điện áp này, cái đầu ra gắn thứ cấp cho khoảng 200V là lấy cái đồng điện đồng khoảng chừng 9 hoặc 1 ly luôn bự quấn. Rồi bắt đầu cái có lấy cộng đồng nhỏ 50 và sau 50 quấn thêm mấy chục vòng nữa ra 400V là để bật xuống là lấy cộng kim tắc nè, bật qua là để đi là mặn là nó còn cho mấy quên, bật cái nữa nối tiếp ngay cộng dây điện mà nhỏ người ta quấn thêm á, đừng lên đánh cái ngọt. Em nói cái máy nó xuống đây nếu mà bác đạt được và chừng 30% thôi quýnh em, chứ khỏi mà nói chi mà tới 50 đấy. Cái ba cái dòng đó, tại cái dòng này đấy người ta đã từng ở đây, người ta sống ở đây, người ta đã thử rồi, người ta không được nó mới không bán hiện trường. Chứ còn nếu mà một cái máy như vậy mà hô đánh nước mặn, một cái máy của em vậy em quấn điện áp thấp lại giờ 60V quấn lại 200 mà vẫn đi bình thường chứ có gì đâu, nhưng mà thực tế nó không ăn được cá nên hiệu quả nên mình không bán. Đó, nhiều người ta cũng nhờ em sửa cái máy dòng máy đó mà nước mặn này kia, chế biến áp này kia đồ lại đó. Thì sau này em sẽ lấy máy đó em đăng YouTube cho anh em coi đấy. Thì em cũng lần thợ, thí dụ em làm được, em nhắm hiện tường được cho anh em đi xài. Thì đã em đã từng ở dưới sông lên xịt 2-3 năm rồi, em làm xịt nó tính là giờ 4 năm, mà 4 năm đó dù là kinh nghiệm 4 năm nó không nhiều nhưng mà người ta đi làm và ta thực tế người ta nó đẹp hơn. Còn cái mấy người mà cứ ăn học mà nhầm khi người đã vẽ mạch làm này kia đồng ý, thằng Trung Quốc nó ra như cái máy này đi, của thằng Trung Quốc ra đi, thì người ta đang có một tâm khô mà mấy chục phép, công sức người ta nhân áp là tại phép ta nhiều nhưng mà thực sự nó vẫn nóng. Còn người Việt Nam lại ta chế đơn giản thôi, cần 4-5 con phép thôi, ta đi lại cầu điện áp cao bắt cá hiệu quả mà máy nó mát hơn, nó không hư hao đó. Thì mình về mình rút qua rút lại thì mình mới gom ra được cái thôi, chứ đâu có ai mà được toàn vẹn đâu. Thì dòng máy này em cũng thử thôi, cái dòng này thì không gắn ở đây, cũng có 407 nhưng mà em không gắn 407 này, gắn nó chế cháo cực, tại vì ảnh có lấy cái máy 3,5 triệu rồi nên dòng máy này chỉ sửa và bắt cá đi một vợt cho ok thôi. Còn dòng thả không có lấy máy kia, thả thì không thả. Còn nhiều người ta hỏi anh thả máy anh thả sao, thì em nói thật sự máy em thả được và người ta đi người ta báo cáo lại là bắt cá ok, còn cách thả cách sao thì em cũng không hay, em cũng không có đi thực tế nên em cũng không biết về cái vụ đó và câu và cách thả. Tại vì người ta đi chuyên nghiệp thì người ta thả ở dưới miền Tây, người ta điện lên là thả ok á anh. Đấy, điện lên em thì báo anh thả cá là bắt cá ok á em. Còn mà về một giọt thì em có đi thực tế nên em biết. Đấy. Còn một cái máy mà anh em, thí dụ người ta bán cái máy lạnh chiên là khoảng 10 mấy triệu, cái chục triệu, mà trong khi người ta bán một cây máy chỉ có 3 triệu mấy thôi, mà đi một giọt đỉnh là nó đã ok rồi, trong khi thả cá là ok nữa thì nói gì nữa. Còn anh em mà đòi cái gì nó cũng tuyệt đối hết là cái vụ đó không có đâu. Cái gì cũng ngon cho đẹp chuẩn đẹp ấy mà không khi không lợi bình rồi là cái vụ đó không có đâu. Đấy, thì cái máy này đây thì một lát sẽ vô hộp cho ảnh luôn. Thì dòng máy này xong rồi đấy, thì dòng xung đây
cô bóp đây, cô bóp máy này. Đó, nhưng máy này thực tế chạy vẫn nóng, vẫn 16 cách lớn nhưng mà chạy nhân áp gì nó vẫn nóng bình thường thôi. Chỉ có đánh cầu với không nóng thôi, mà cầu một miếng áp thì để đi bộ thôi, chứ còn mà về đi thực tế thì một đánh cầu là chẳng có ai mà làm được mà để đi xuồng hiệu quả đâu. Tập đây, tiếng xung em chỉnh đây, nói chung là nó chỉnh được các hệ luôn, nhanh chậm nhái liên tục hay là vừa tầm đánh gì được hết. Đấy thì em chỉ thử vậy thôi, chứ còn mà nhiều người người ta hỏi anh cái máy cái gì quên này, nhiều người ta hỏi anh bên anh bán cái dòng máy phết nhiêu là nhiều nhất, máy nhiều nhất. Từ đó giờ em hỏi anh mấy anh em một câu đi xịt, người ta anh đi xịt về người ta hỏi anh là anh đi xịt về cá nhiều không, anh bán được nhiêu, chứ có ai hỏi mà đi xịt nhiêu phết nhiêu máy không, mà trong khi mà về bắt cá thì thua người ta nữa, có người ta cười đấy, người ta đi vẫn 16 phết. Thì cái vụ này người ta đã nói rồi đây, máy này nóng ấm lên nè, mà điện áp đâu có bao nhiêu đâu, ấm luôn mà 16 phết lớn nè, nó chi mà một ấy, còn chỉ có đánh cầu thôi nha, nối tiếp mà đi xuồng nó mới máy máy thôi, còn đi bộ là cũng đánh cầu nhưng mà đi bộ tầm khoảng 300 mấy vô là một phiến áp thôi, chứ đừng có hơn nữa là nó đỡ máy. Đấy là cá bắt hiệu quả rồi, với lại ác quy đấy, chứ đâu phải phết nhiều gì gắn vô không nóng đâu nè, nóng như lửa luôn, mà phải có cái ấy em đút cho em, cho em ấy, cho bữa nào em sẽ lấy đồng hồ nhiệt em thử máy rồi em cho anh em coi với cái máy của em chạy thôi. Cái máy này mới thử lên chưa được một phút đó, chỉ te vậy thôi á mà nóng nè, mà hỏi đi xịt xuồng sao hiệu quả bằng ta đâu. Đấy, thì anh em nào có xài máy bộ hoặc máy xuồng gì cứ alo mình hoặc sửa máy gì đó. Còn sửa máy thì em cũng đã từng nói này, cái máy ví dụ sửa lại chạy này kia đồ thôi, chứ nâng cấp ý rồi em ít lắm, chỉnh điện chỉnh xung đầu ra, chứ anh nghĩ một miếng áp này mà hỏi giờ muốn gắn hai cái chỗ đầu gắn đấy, mà trong khi giờ muốn gỡ gắn ra hai cái thì người chỉnh sửa làm máy công nó còn lâu hơn cái máy mới, ăn anh em nhiêu tiền đó. Còn nhầm người ta hỏi bên anh có bán máy cũ không, thì em trả lời luôn là tuyệt đối là không có máy cũ nha, tại bên em là bán toàn là dòng mới đi hết. Còn một năm năm mấy người ta vẫn gửi về, người ta sửa máy xưa rồi bắt đầu gửi cho người ta vẫn xài, ví dụ 2-3 năm mạch bọng hư bữa tới người ta giục, ta mua cái máy mới đó. Chứ còn bên em là chẳng thâu cái máy cũ nào của ai đấy, thay dòng của em ra bắt hiệu quả thì em bao anh em 100%, mày còn cái gì nữa đâu mà máy bởi vậy. Dòng máy người nào đi bên đây cũng đành và hài lòng mà nhờ sửa này kia rồi loại thôi đấy. Thì anh em nào cứ máy hư hao hay là muốn sửa hay muốn sao đó, thì em có lận máy thì anh em cứ vô kết bạn Zalo em đi, rồi chụp hình em coi cái rồi em nhận máy thì em mới sửa tùy theo cái máy đó. Chứ nhầm khi cái máy nhỏ xíu mà này kia nó hư hao rồi hỏi nhận nhiêu tiền thì khó lòng lắm, nói chung là mình phải gặp và mình thấy rồi mới được. Thì nhầm người để em chỉ anh em luôn, cái dòng máy khỏe hay không á là do một là cái đường mạch với cái máy người ta làm, cái thứ hai là dây điện. Thì anh em cứ nghĩ vô đi, cái cổng dây điện mà nhầm thằng nó làm một cái máy mà đi xuồng hoặc đi bộ chỉ một xe dây điện gì lỗ teo gì mà đi, trong khi nó thử máy còn không ấm cầm dây này thì hỏi điện áp nó được bao nhiêu, máy nó chạy bao nhiêu volt đấy. Còn đa số người ta đi đựng đôi. Mà cái kẹp bình á, em cũng đã từng nói cái kẹp bình này á là làm bên em là làm 6 tấc không dài hơn nữa nha, mà điện đôi đây dòng máy lớn đây tầm vô hộp từ hộp ra khoảng 6 tấc chứ không tới 7-6 tấc. Thì anh em hô có dài hơn nữa em cũng không nói, thà là cái đầu ra dây điện cò bóp hoặc là dây giọt dây mát gì anh em dài 5-10 mét hay là mấy chục mét thì không quan trọng, nhưng mà dây điện cặp bình là nó cấp nguồn theo, nếu mà dài quá là điện bình cấp vô không đủ là dây điện này nóng nó sẽ cháy dây điện này. Cái thứ hai nữa là nó hại máy nhiều, tại lúc mà nó hoạt động nó kéo điện là biến áp nó kéo không đủ, cái đầu này nó kéo vô à đủ, cái đây không đủ là nó dễ bứt lắm, nó dễ cháy máy. Nên cái điện áp cái bình á quy á thì nó cỡ nào anh em với xuồng phải thiết kế sao nó gần với cái xịa hoặc để trên cái bình luôn, miễn sao nó gần thôi, chứ không phải là người ta làm mà dây điện này giờ anh em nghĩ đi có nhiêu cuồng đâu, giờ 5-3 mét dây điện nhiêu tiền đâu, người ta không dám dài cho anh em là thực tế là cái bình này nó vô cái máy là không đủ bình, nên người ta làm là vừa đủ. Thường là em xài dây điện đôi lớn, dòng lớn nhất mà đôi à đây, còn dòng bộ thì một sợi thôi, dòng bộ thì ngắn lại nữa, tại bộ có cái bình bộ mình bỏ lên cái máy là tầm khoảng chừng 4 tấc à, chứ không có dài nữa. Còn nếu mà đi xuồng tầm khoảng 5 tấc mấy 6 tấc là vừa tầm cao gặp rồi. Còn ví dụ anh em muốn dài nữa thì cái cây giọt anh em hoặc cò bóp anh em muốn dài 20-30 mét thì nó máy vẫn như nhau, nhưng mà cái nguồn cấp vô đó là không có được ấy. Cũng như cái điện nhà anh em xài ba cái đồ đẹp vậy á, thì dây điện tải đầu vô bắt buộc phải 5 chấm hoặc 3 chấm điện áp cao, còn anh em tải máy lạnh máy giặt tủ lạnh ấm nữa gì đó là tùy anh em thôi, nhưng mà cái điện cấp vô là phải lớn đấy, giọng be phải cao đấy.
thì anh em rút kinh nghiệm ở chỗ đó, đừng có về cắt dây điện chỗ này, cái nói vô nói tay nó đâu có sự ma sát, nó bám cao đâu, nóng bắt đầu nó đen lên cái nó ăn điện, cái nó giận máy ấm mà nó dễ cháy và nó yếu máy lắm, thì nó hư hao rồi trục trặc. Còn mà để cái đẻ vậy đánh nó hoài thì biết chừng nào hư đó. Thì chào anh em luôn.